mở màn ta là một Hắc Y Nhân. Còn đối thủ của ta là Đông Phương Bất Bại. Khác với các game khác ở chỗ, đánh quái có thể nhận chân khí, có thể dùng để tăng cấp tông, HP, bạo kích, đồng thời lực chiến cũng sẽ tăng. Nếu ta không ngừng diệt quái, chẳng phải là có thể liên tục tăng cấp sao? Còn ai có thể là đối thủ của ta? Và hoàn thành nhiệm vụ này còn có thể nhận rất nhiều KNB. Đừng tưởng chỉ có thế, KNB không chỉ dùng để triệu hồi trang bị, còn có thể triệu hồi vũ khí và phe. Không đến 3 phút, Hắc Y Nhân của ta đã xưng bá thiên hạ.